thịt chưa làm nồi nha anh em. Qua đây dành nào. Dành cái phèn này đi. Lên tới đây rồi, mà nó đứng rồi. Tiền quá nó giới hạn mà. Rồi em làm nồi không rồi cho anh coi khác biệt rồi. Cái chỗ này đã lắm. Có cái như dùng. Cái là giống như đi hành xe luôn vậy á. Không có gì nè. Cắm đầu rồi. Cắm đầu. Cắm đầu. Cắm đầu. Cắm đầu. Cắm xe này làm full 150, full lỗ, bộ xăng lỗ, cam. Đây cũng bị lì nồi, cứ lắc căng tay, yêu cầu phải bảo nội mình là 0909 77448 2 nha.